Xin lật quyển kinh ra. Quốc giới nghiêm tịnh đệ thập nhất, tức phẩm 11, cõi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh. Phật ngữ A Nan, bỉ cực lạc giới vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Đây là lời tổng thuyết. Bắt đầu từ phần kinh văn này, Phật vì chúng ta giới thiệu hoàn cảnh trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương cực lạc thế giới, cũng là hoàn cảnh sinh hoạt của tất cả cư dân ở cõi cực lạc và hoàn cảnh công việc học tập của họ. Phàm là người có chí muốn cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, đối với phần kinh văn này đương nhiên muốn biết thêm nhiều một chút. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu cõi cực lạc. Chúng ta luôn luôn tin sâu năng lực của Phật, cũng tức là chúng ta thường nói năng lực của lục căn hoàn toàn khác với hạng phàm phu chúng ta. Năng lực của hạng phàm phu chúng ta rất có giới hạn, cho nên khi gặp phải những người có đặc dị công năng thì chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc, rất là hiếu kỳ, cũng rất ngưỡng mộ. Phật bảo với chúng ta rằng chư Phật Như Lai, năng lực lục căn của các ngài như nhãn căn có thể thấy tận hư không khắp pháp giới. Đây là không gian. Còn trên mặt thời gian, các ngài có thể thấy được quá khứ và vị lai. Hay nói cách khác, chướng ngại của thời gian và không gian các ngài đều đã đột phá. Người thế gian chúng ta thường khen ngợi là thần thông quảng đại, không thể nghĩ bàn. Mà Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, cái năng lực này là mỗi người chúng ta đều vốn có đầy đủ, tuyệt đối không phải là ngài chuyên có, là lợi ích riêng của ngài. Không có, mà là tất cả chúng sanh đều vốn có đầy đủ. Đây là Kinh Hoa Nghiêm nói, trong phẩm xuất hiện có nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Phật giảng kinh cho chúng ta mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ, đã giảng suốt 49 năm, không nhàm không chán, vĩnh viễn giảng không hết. Đây là trí huệ của ngài. Còn đức tướng, đức là năng lực, năng lực của mắt thấy, năng lực của tai nghe, năng lực của mỗi người, năng lực mắt tai mũi lưỡi thân của Phật đều cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể.
Tây phương cực lạc thế giới, trong sự cảm nghĩ của hạng phàm phu chúng ta thì cõi cực lạc rất là xa xôi. Mà trong cảnh giới của chư Phật Bồ Tát thì như ở trước mắt, thì như ở trước mắt không khác. Đức là nói đức năng của Phật, là năng lực của Phật. Tướng là nói tướng tốt. Chúng ta ở cõi này nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới cho chúng ta. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Phật giới thiệu cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cho chúng ta. Cảnh giới đó thù thắng không thể nghĩ bàn. Vậy thì chúng ta muốn hỏi sự việc này là thật hay là giả, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật tưởng tượng nói ra? Xin thưa với quý vị, chẳng những chư Phật Như Lai Bồ Tát đều không có tưởng tượng. Tại vì sao? Vì tưởng tượng là vọng tưởng, đó không phải là thật. Hạng phàm phu chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên không thấy được cảnh giới chân thật. Phật tại trong kinh đã nói trí huệ năng lực tướng hạo của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai đều như nhau. Vì sao ngày nay chúng ta lại thành nông nổi này? Năng lực mắt của chúng ta chỉ cách một tờ giấy thì không thể nhìn thấy. Nếu cách xa thì chúng ta thấy không rõ ràng, phải dùng kính viễn vọng. Cho dù có dùng những máy móc của khoa học, cái năng lực thấy của chúng ta vẫn là có giới hạn. Đó là nguyên nhân gì? Cho nên Phật vì chúng ta nói ra, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Quý vị phải nhớ kỹ câu này. Trí huệ đức tướng của quý vị vì sao đã mất đi? Chính bởi vì quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thật ra không có mất đi, chỉ là đã bị chướng ngại. Tuy có nhưng không khởi tác dụng. Chúng tôi từ thổ dân Úc Châu biết được một số sinh hoạt của họ. Khi họ nhìn thấy người chúng ta dùng máy điện thoại cầm tay thì họ cảm thấy rất hiếu kỳ, rất kinh ngạc. Quý vị nói chuyện với bạn bè ở nơi xa, vì sao phải dùng thứ này? Còn họ nói chuyện với bạn bè ở nơi xa không cần dùng thứ này. Họ dùng cái gì? Dùng tâm linh cảm ứng. Trong tâm linh cảm ứng chẳng những có thể nói chuyện với nhau, họ ngồi ở đó nhắm mắt lại không nói một câu, nhưng họ có thể cùng với bạn bè nói chuyện. Chẳng những nói chuyện vả lại, họ có thể thấy được bạn bè, cảnh vật ở nơi đó cũng giống như chúng ta xem truyền hình vậy. Quý vị ở nơi đó đang làm gì, bên cạnh quý vị có cái gì, họ đều có thể thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ không phải dùng mắt thấy mà họ dùng tâm nhãn của họ, không phải dùng nhục nhãn. Trong Phật pháp chúng ta gọi là thiên nhãn.
là huệ nhãn, là pháp nhãn. Họ không dùng nhục nhãn. Từ chỗ này chứng minh chúng ta tin lời Phật đã nói. Vì sao thổ dân Úc Châu có năng lực như vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ rất ít, ít hơn chúng ta quá nhiều. Cho nên họ vẫn còn một phần năng lực đó. Đương nhiên phần năng lực đó không lớn, trong suốt đời họ cũng đủ cho họ dùng, có thể dùng để nói chuyện với bạn bè ở nơi xa mà không cần dùng máy điện thoại cầm tay. Từ chỗ này đã chứng minh cho chúng ta thấy Phật Bồ Tát giới thiệu cho chúng ta, chúng ta phải tin tưởng, không nên hoài nghi. Quốc giới, cái danh xưng này, Phật là tùy thuận phàm phu chúng ta mà nói. Hạng phàm phu chúng ta thường hay cố chấp có một danh giới, có một cõi nước, có một phân biệt cố chấp như vậy, nên Phật tùy thuận chúng sanh mà nói. Trên thực tế tuyệt đối không có ranh giới. Vì sao không có ranh giới? Hết thảy tất cả ranh giới đều từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Mọi người có thể mà suy nghĩ xem, Tân Gia Ba và Mã Lai Á, trong hai quốc gia này có giới tuyến hay không? Quý vị nói có, trên bản đồ gạch màu sắc khác nhau là có, là do người gạch. Trên bản đồ đó vốn không có giới tuyến, và lại giới tuyến đó thì như Trung Quốc mà nói, Trung Quốc là một quốc gia rất lớn, mỗi một triều đại lãnh thổ giới tuyến đều khác nhau, thường hay thay đổi, đều do người làm ra. Mà trên sự thật không có giới tuyến. Chúng ta phải hiểu rõ, không có giới tuyến thì là thật, nếu đã gạch ranh giới thì là giả, không phải là thật. Hễ có gạch ra ranh giới thì đã mất đi cái thật. Cho nên ở chỗ này thì Thế Tôn tùy thuận thế tục, tùy thuận tục đế, vì chúng ta nói quốc giới, tức là giới thiệu hoàn cảnh cư ngụ của A Di Đà Phật, trang nghiêm thanh tịnh. Phần kinh văn vừa mở đầu, Phật ngữ A Nan, tức Phật gọi ngài A Nan và nói bỉ cực lạc giới, là nói chỗ giảng dạy của giảng dạy nơi cư ngụ của A Di Đà Phật ở cực lạc thế giới, vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Trong phần trước, phẩm thứ 6, chúng tôi đã giảng qua 48 đại nguyện của A Di Đà Phật. Trong nguyện thứ nhất, quốc vô ác đạo, tức trong nước không có ác đạo. Trong rất nhiều cõi nước của chư Phật đều có lục đạo, đều có thập pháp giới. Thập pháp giới
Nếu so với nhất chân pháp giới thì thập pháp giới là ác đạo. Câu trong nước không có ác đạo, tức là nói cho chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có nhất chân pháp giới, không có thập pháp giới. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận, Phật nói những lời này, tức là bảo với chúng ta rằng 48 nguyện của Pháp Tạng Bồ Tát, tất cả nguyện vọng cõi nước trang nghiêm của Ngài đều đã thực hiện được, đều đã hoàn thành. Cho nên mới nói vô lượng công đức cụ túc trang nghiêm. Trong câu này chúng ta nghĩ xem đạo lý ở tại đâu. Vì sao Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài giáo hóa Ta Bà thế giới không sánh bằng Cực Lạc thế giới, nguyên nhân ở tại đâu? Chúng ta không thể không biết Ta Bà thế giới là một quốc độ cổ xưa. Không cần nói chi khác, Phật giảng kinh Tam Thiên Phật Danh cho chúng ta quá khứ 1000 vị Phật đã thuộc về quá khứ. Hiện tại 1000 vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ năm. Đều ở Ta Bà thế giới thành Phật. Trong quá khứ 1000 vị Phật đã qua rồi, vị lai còn có 1000 vị Phật, thì chúng ta đã biết cõi này là một cõi rất cổ xưa. Chúng ta ở cõi này đời đời kiếp kiếp. Ngày nay các khoa học gia khảo chứng tuổi tác của địa cầu và nguồn gốc của nhân loại. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Tại vì sao? Vì các khoa học gia và khảo cổ học gia chỉ thấy được đoạn này, họ không thấy được đoạn trước. Cái thế giới này trải qua thành trụ hoại không. Năng lực của các nhà khoa học gia chỉ có thể khảo chứng trụ kiếp, còn hoại kiếp, không kiếp, thành kiếp thì họ không có biện pháp khảo chứng. Cõi Ta Bà thế giới này không biết có bao nhiêu cái thành trụ hoại không. Cho nên chúng sanh ở trong thế giới này tạp khí rất là sâu nặng. Chư Phật Như Lai đến cõi này giáo hóa cũng không có cách nào. Trong kinh Địa Tạng có nói chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó giáo hóa. Đây là chúng ta nhận biết trạng huống của Ta Bà thế giới. Thế nhưng Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Cực Lạc thế giới là mới tạo lập, giống như hai căn nhà vậy.
Một căn là nhà cũ, nhà cũ đã có mấy ngàn năm, bên trong có những con kiến, gián, chuột, chúng sống ở trong đó. Tuy mỗi ngày có quét dọn nhưng quét không hết, không có cách nào quét sạch sẽ được. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là căn nhà mới xây cất, vừa mới cất xong, ở trong không có kiến, gián, chuột. Chúng ta từ trong tỷ dụ này thì có thể hiểu rõ vì sao hai cõi thế giới khác nhau. A Di Đà Phật tạo lập Cực Lạc thế giới cho đến nay chỉ mới 10 kiếp, mà thọ mạng của Phật và thọ mạng của cư dân Cực Lạc thế giới ai nấy đều là vô lượng thọ. Vô lượng thọ so với 10 kiếp thì thời gian 10 kiếp quá ngắn. Hiện tại chúng ta phát nguyện quả nhiên được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương lai ở cõi Cực Lạc thế giới đều là bậc đàn anh, vì đã đến sớm. Cực Lạc thế giới được thành lập mới được 10 kiếp thì quý vị đã đến đó. Không giống như cõi Ta Bà thế giới chúng ta đã có lịch sử ức vạn kiếp. Từ chỗ này quý vị chú tâm mà lãnh hội vì sao hai cõi thế giới khác nhau. Tuyệt đối không phải nói trí huệ và đức năng của Thích Ca Mâu Ni Phật không sánh bằng A Di Đà Phật, không phải vậy. Một vị ở trong quốc độ cổ xưa giáo hóa chúng sanh, còn một vị thì ở trong quốc độ mới kiến tạo. Đặc biệt hiếm có nhất là sau khi A Di Đà Phật kiến tạo cõi Cực Lạc, cõi đó vốn không có cư dân, không giống như quốc độ cổ xưa này của chúng ta vốn có cư dân rất nhiều, cõi đó không có. Những người ở Cực Lạc thế giới họ từ đâu đến? Họ đều là từ mười phương chư Phật thế giới di dân đến. Điều kiện di dân đến cõi Cực Lạc rất khắt khe, cửa ải rất nghiêm ngặt. Hay nói cách khác, phiền não tạp khí của quý vị tuyệt đối không thể mang đến Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị mang đến Cực Lạc thế giới thì Cực Lạc thế giới bị ô nhiễm. Như vậy thì Cực Lạc thế giới cùng với thế giới này của chúng ta có gì khác biệt đâu? Chúng ta di dân đến đó cũng không có ý nghĩa gì. Người ta giữ cửa ải rất nghiêm ngặt, phải hội đủ điều kiện gì mới có thể được vào cõi đó? Trong kinh Di Đà nói cho chúng ta biết, không thể lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Cho nên di dân đến cõi đó là phải trải qua tuyển chọn. Cư dân ở cõi đó đều là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một chỗ. Cho nên chúng ta phát tâm muốn di dân, nếu muốn di dân đến Cực Lạc thế giới, trước tiên quý vị phải hiểu rõ cần phải hội đủ những điều kiện nào để di dân. Không thể không biết điều này. Trong Tịnh Độ Tam Kinh đều phải xem hết, xem một bộ không được. Nếu chỉ xem một bộ còn có những điều kiện trong kinh này không có nói đến,
Trong bộ kinh khác thì có nói, có nghĩa là trong kinh Di Đà nói thiện căn phước đức nhân duyên. Cái gì là thiện căn phước đức nhân duyên? Thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói được rõ ràng. Trong Quán Kinh nói phước đức là nói ba thứ tịnh nghiệp, tức tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Di Đà nói phước đức chính là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Di Đà nói thiện căn chính là đại bản kinh Vô Lượng Thọ hiện nay chúng tôi đang giảng. Trong bộ kinh này giảng về lý luận, giảng về những đạo lý, chúng ta đều phải hiểu rõ. Chúng ta đem những đạo lý đó biến thành tư tưởng kiến giải của mình thì gọi là thiện căn. Trong Quán Kinh dạy tu tịnh nghiệp tam phước, chúng ta thấy điều thực hiện được đó là phước đức. Cái gì là nhân duyên? Trong bộ kinh này hiện nay chúng tôi chưa giảng đến, tức hai phẩm tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân. Hai phẩm kinh văn này là nói về nhân duyên. Chúng ta thấy điều hội đủ rồi, di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị mới thật sự chắc chắn được vãng sanh. Nhưng phải nhớ kỹ, phải là bậc thượng thiện thì mới được vãng sanh về cõi đó. Vậy thì những người vãng sanh vào phẩm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là bậc thượng thiện phải không? Đúng vậy, không sai. Họ đích thật là bậc thượng thiện. Làm sao biết họ là bậc thượng thiện? Nếu họ không phải là bậc thượng thiện thì họ không thể vãng sanh. Cho dù suốt đời họ tạo tội nghiệp có nhiều đi nữa, lúc họ sắp mạng chung vẫn chưa tắt thở mà họ chí thành sám hối thì nghiệp chướng được tiêu trừ, huống chi là lại được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Đây là thật, không phải giả. Tại trong Đại Tạng Kinh có bộ kinh A Xà Thế Vương có nói đến, vua A Xà Thế cũng đã làm gương cho chúng ta thấy ông giết cha. Hại mẹ. Phá Hòa Hợp Tăng, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa liền đọa địa ngục A Tỳ. Còn vua A Xà Thế lúc lâm chung nghe được pháp môn Tịnh Độ, nhà vua chí thành sám hối, ông được vãng sanh. Chẳng những ông được vãng sanh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết ông vãng sanh vào thượng phẩm trung sanh. Lúc chúng tôi mới học Phật, đọc đến đoạn kinh văn này nói như vậy, trong lòng nghi hoặc không hiểu, cứ nghĩ rằng người tạo tội nghiệp nặng như vậy, dù có sám hối được vãng sanh, có lẽ cũng là vãng sanh vào hạ phẩm hạ sanh. Nào ngờ đâu ông vãng sanh vào thượng phẩm trung sanh. Vì vậy chúng tôi mới hiểu rõ lực lượng của sám hối không thể nghĩ bàn.
xem tâm của quý vị có phải là thật sự sám hối hay không. Vì vậy, chúng tôi mới hiểu được vãng sanh, một là lúc bình thường như chúng ta tu hành chuyên tu tịnh độ, một là người tạo tác ác nghiệp, lúc lâm chung chí thành sám hối được vãng sanh. Chúng tôi đối với những người tạo tác ác nghiệp không dám khinh thường họ. Tại vì sao? Giả như lúc họ sắp mạng chung sám hối vãng sanh, có lẽ phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Đây có nghĩa là dạy cho chúng ta không nên khinh mạng những người tạo ác nghiệp, không nên khinh thường họ. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu: lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Những hạng ăn chơi đàn điếm không chừa một tội ác nào, một khi họ vừa hồi đầu thì là thật sự người tốt, người tốt nhất trong người tốt. Như vua A Xà Thế là một chứng minh cho chúng ta thấy, không phải người tốt thông thường mà có thể sánh với ông ta. Chúng ta đối với sự việc này phải nhận biết, phải hiểu rõ. Thế nhưng không thể có tâm lý cầu may như Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế, không chừa một tội ác nào. Nay ta cứ tạo tác ác nghiệp cũng không sao, đến lúc lâm chung sám hối cũng được vãng sanh. Theo trên mặt lý thì nói được thông, không sai. Thế nhưng vấn đề là quý vị có bảo đảm mình lúc lâm chung đầu óc còn sáng suốt hay không? Đến lúc lâm chung sám hối được vãng sanh phải có ba điều kiện. Quý vị có dám bảo đảm mình lúc sắp chết có hội đủ ba điều kiện này hay không? Điều kiện thứ nhất là thần trí sáng suốt, không có mê hoặc chút nào. Có nắm chắc hay không? Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người đến lúc tuổi già, họ chưa chết thì đã mắc bệnh lãng trí. Thể mắc bệnh lãng trí thì chắc chắn không được vãng sanh. Quý vị có dám bảo đảm mình đến lúc tuổi già không mắc bệnh lãng trí hay không? Có dám bảo đảm mình lúc sắp chết trong sát na đó đầu óc còn sáng suốt hay không? Rất khó, thật là rất khó. Điều kiện thứ hai là đến lúc khẩn yếu nhất phải có thiện tri thức nhắc nhở quý vị. Quý vị nghĩ xem có được cơ hội này hay không? Phải có người thật sự hiểu rõ thông đạt pháp môn tịnh độ, có tín nguyện kiên cố để nhắc nhở quý vị. Điều kiện thứ ba là thiện tri thức vừa nhắc nhở thì quý vị lập tức tin tưởng, quyết định không có hoài nghi, liền tiếp nhận, liền sám hối, thật sự hối cải tội lỗi, niệm Phật như vậy thì được vãng sanh. Hội đủ ba điều kiện này là chuyện không dễ. Cho nên hiện tại chúng ta thì phải buông bỏ vạn duyên, nhất định phải buông bỏ ác niệm, triệt để buông bỏ ác niệm, ác hạnh, quyết định không thuận theo phiền não tạp khí của mình. Phải thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm theo thế đó. Tịnh nghiệp tam phước,
Tịnh nghiệp tam phước là căn bản tu hành của chúng ta. Giảng giải tường tận tịnh nghiệp tam phước chính là trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hai bộ kinh này là nói rõ tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Đại Thừa thì kinh Địa Tạng Bồ Tát Phụ Nguyện cũng giảng giải tường tận tịnh nghiệp tam phước. Phật chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập kinh tạng, phải thâm giải nghĩa thú. Tịnh nghiệp tam phước chỉ có 11 câu. 11 câu này, mỗi một câu chính là một đề mục. Nội dung tường tận khắp trong các kinh luận Đại Tiểu Thừa, chúng ta phải chú tâm mà nghiên cứu. Đối với những lời giáo huấn của Phật thì chúng ta mới thật sự lãnh hội được làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào mới là phụng thờ sư trưởng, làm thế nào để bồi dưỡng tâm từ bi, làm thế nào tu thập thiện nghiệp, làm thế nào tu thập thiện nghiệp đạo. Không chỉ là trên hình thức mà thực chất là điều quan trọng hơn hết. Sau đó quý vị mới biết chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, làm thế nào hoàn thành, thực hiện được lý luận cảnh giới và phương pháp trong kinh luận Phật đã dạy mà đều có thể làm được thì mới gọi là đệ tử Phật. Có như vậy mới chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải dụng công phu khắc kỷ, tức khắc phục lòng ham muốn của cá nhân. Khổng Lão Phu Tử có nói: khắc phục tập khí, tự tư tự lợi của mình. Khắc phục tập khí danh vọng lợi dưỡng của mình. Điều này rất quan trọng. Khắc phục tập khí tham cầu ngũ dục lục trần trong thế gian này của mình. Khắc phục tham sân si mạng trong nội tâm của mình. Nếu chúng ta không chịu hết lòng dụng công khắc kỷ thì làm sao được thành tựu? Cổ nhân có dạy phương pháp khắc kỷ, bắt đầu khắc từ đâu? Từ những chỗ khuyết điểm tạp khí nặng nhất của mình, đem nó khắc phục trước. Thế như quý vị tham danh thì quý vị từ chỗ này khắc phục trước. Quý vị có thể đem danh phận và chức vị nhường cho người khác. Quý vị quan sát người nào có khả năng thay thế quý vị,
thì quý vị lập tức phải nhường cho họ, tuyệt đối không tham luyến danh vị. Quý vị từ chỗ này mà làm. Còn như quý vị tham tài thì quý vị phải nên đem tài vật của mình đem cứu tế, đi cứu tế những chúng sanh khổ nạn, họ rất cần, quý vị phải giúp đỡ cho họ, thì quý vị đã buông bỏ. Nếu quý vị không chịu bố thí tài thì không thể đoạn trừ những khuyết điểm tạp khí của quý vị. Quý vị phải hết lòng mà làm. Vào đời nhà Đường có cư sĩ Bàn Quẩn, ông đã làm gương cho chúng ta thấy. Cách làm của ông ta dụng ý rất sâu. Gia đình ông rất là giàu có. Ông ta đem tài vật trong nhà của ông toàn bộ dọn lên một chiếc thuyền lớn, rồi chèo thuyền ra giữa sông Trường An, khoét một cái lỗ lớn cho thuyền chìm xuống. Ông cái gì cũng không cần. Người khác nhìn thấy tình hình như vậy thì hỏi ông, tài sản của ông khi đã không cần, vì sao ông không đem đi làm việc tốt để làm sự nghiệp cứu tế từ thiện? Ông liền trả lời một câu, làm việc tốt không bằng vô sự. Quý vị nghĩ xem ý vị của câu nói này. Làm việc tốt không bằng vô sự. Nếu quý vị vẫn không hiểu thì tôi dùng tỷ dụ khi nãy vừa nói. Làm việc tốt là dùng điện thoại di động là việc tốt, còn vô sự là dùng tâm linh cảm ứng. Quý vị nói cái nào là tốt hơn? Vô sự thì tốt hơn. Vô sự là thật sự đang hưởng phước. Phải làm thế nào đem việc tốt và vô sự hợp lại với nhau thì là Bồ Tát. Xin nói với quý vị, việc tốt không bằng vô sự là A-la-hán và Bích Chi Phật, không phải là Bồ Tát. Nếu là Bồ Tát, việc tốt và vô sự thì hợp thành một thể. Trên mặt sự làm việc tốt, nhưng trong tâm thì vô sự. A-la-hán làm không được, Bích Chi Phật cũng làm không được. Hình tướng bề ngoài suốt ngày đến tối vui sướng trong công việc, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, trên thực tế trong tâm chuyện gì cũng không có. Trong kinh nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Như vậy đã siêu việt rồi. Đây là chân công phu, không phải giả. Người thế gian ưa thích làm việc tốt, ưa thích quyền lực, ưa thích địa vị, ưa thích vinh dự. Đây là người thế gian không sánh bằng A-la-hán. A-la-hán không sánh bằng Bồ-Tát. Bồ-Tát hiện tướng bề ngoài cũng như người thế gian không khác, nhưng trong tâm thì thanh tịnh hơn A-la-hán. Chúng ta phải từ chỗ này mà dụng công phu. Hoàn cảnh của cực lạc thế giới vô cùng trang nghiêm. Hoàn cảnh tốt hay xấu là do tâm con người biến hiện ra. Cư dân trong thế giới này của chúng ta, tâm con người bất thiện, có lòng tham. Lòng tham thì chiêu cảm nạn lục.
Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm giảng về tham. Thứ như nói thích ăn, nói cho quý vị những món ăn rất ngon, quý vị nghe rồi liền chảy nước miếng. Đây là nói rõ tham là nước, tham là dục thủy. Cho nên lòng tham nặng thì có thủy tai tức nạn lục. Tâm sân hận là hỏa tai tức nạn lửa cháy. Một người mà nóng giận thì mặt liền đỏ, toàn thân đều phát nóng. Lòng sân giận thì chiêu cảm nạn lửa cháy. Ngu si tức là đối với tất cả nhân sự vật không hiểu gì cả. Phải quấy thiện ác cũng không biết phân biệt rõ ràng, đây là ngu si. Ngu si thì chiêu cảm phong tai tức nạn gió bão. Đây là tam tai nước lửa gió trong thế gian đều do tham sân si gây ra. Nếu cư dân ở địa phương đó đều đoạn trừ tham sân si thì ở địa phương đó không có tai nạn nước lửa gió. Có người hỏi tôi, thưa pháp sư, động đất do đâu mà có? Động đất là do không bình đẳng mà ra, tức tâm không bình đẳng. Tâm có cao thấp thì có tai nạn động đất. Phật nói cho chúng ta là thật sự đạo lý của khoa học, gọi là cảnh theo tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đây là chân lý. Các nhà khoa học hiện nay họ chỉ biết nghiên cứu vật lý nhưng họ không biết tâm lý. Không biết rằng vật lý là do tâm lý biến hiện ra. Vì vậy, các nhà khoa học đã dùng những phương pháp đó để thay đổi hoàn cảnh thiên nhiên, nhưng vĩnh viễn không thể làm được. Tại vì sao? Vì họ không hiểu nguồn gốc của hoàn cảnh thiên nhiên từ đâu mà có. Là từ tâm tưởng sanh. Những đạo lý này từ trong Kinh Giáo Đại Thừa có nói rất nhiều. Tất cả cư dân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ không có tham sân si mạng, cho nên ở cõi đó của họ là mưa hòa gió thuận, những tai nạn gì cũng không có. Tâm địa của họ hiền lương, tâm địa của họ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. A-di-đà Phật, Ngài tuyển chọn những chúng sanh trong mười phương thế giới, cũng là tuyển chọn từ những thế giới đó. Phù hợp cái tiêu chuẩn này, hoan nghênh quý vị đến Cực Lạc thế giới. Ngài đến tiếp dẫn quý vị, hoan nghênh quý vị đến. Nếu vẫn còn có một chút khuyết điểm tạp khí cũng không sao, thì cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. Khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có khởi tác dụng hay không? Không khởi tác dụng. Vì sao không khởi tác dụng? Vì ở cõi đó không có duyên. Thí như nói, người thế gian chúng ta ở cõi này, họ có lòng tham, tham tiền. Ở Cực Lạc thế giới có cần tham tiền hay không? Không cần. Tại vì sao? Vì trong tâm quý vị muốn cái gì thì cái đó hiện ra trước mặt là theo ý muốn của mình. Nếu tâm quý vị không muốn thì cái đó liền biến mất, liền biến thành năng lượng. Điều này thật là tự tại. Ngày nay chúng ta dùng những thứ cần thiết vẫn phải tìm chỗ để cất giữ nó. Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không?
Cho nên người ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong nhà của họ rất là sạch sẽ, cái gì cũng không có, chỉ có một cái ghế để tọa thiền họ ưa thích, họ có, họ cần một cái. Nếu có khách đến thì sao? Có một người khách đến thì biến thêm một cái, họ có thể biến hóa làm ra. Có hai người khách đến thì biến hai cái. Không có khách, thấy điều không có. Nếu họ không có ở nhà thì cái ghế của mình cũng biến mất. Quý vị nghĩ xem, thật là quá tốt, thật là tự tại, muốn gì được nấy, cho nên họ cái gì cũng không tham. Người thế gian chúng ta ở cõi này tham cầu vàng bạc bảy báu, còn người ở cực lạc thế giới nhìn thấy những thứ đó họ không để ý đến. Vì vàng ở cõi cực lạc dùng để lót đường, thì giống như chúng ta hiện nay dùng dầu hắc để lót đường vậy. Họ lấy đi những thứ đó để làm gì? Bảy báu là vật liệu xây cất nhà cửa của họ. Ai mà lấy xi măng, cốt sắt, dầu hắc lót đường để làm đồ trang sức, đeo trên tay, đeo trên thân, làm gì có đạo lý như vậy? Cho nên tài nguyên của họ quá dồi dào, lấy không hết, dùng không hết. Họ lấy những thứ đó để làm gì? Họ muốn mặc y phục như thế nào? Ý niệm vừa động thì y phục đã mặc trên thân. Không cần đi mua vải, cũng không cần đi may. Rất vừa người, rất hợp ý. Muốn ăn món gì, ý niệm vừa động thì đồ dùng để ăn và những món ăn mà quý vị thích ăn nhất đều hiện ra trước mặt. Nếu không muốn ăn thì liền biến mất trống không. Đây không phải là chuyện thần thoại. Các nhà khoa học hiện nay cũng biết được, họ đã hiểu được lý luận này, nhưng khoa học kỹ thuật hiện nay không làm được. Tức có nghĩa là các nhà khoa học nói sự chuyển biến của năng lượng và chất lượng. Hiện nay họ dùng phương pháp rất vụng về, đem chất lượng biến thành năng lượng, tức là phát minh vũ khí hạt nhân. Hạt nhân nguyên tử là do chất lượng biến thành năng lượng. Dùng phương pháp gì đem năng lượng biến thành chất lượng thì họ không nghĩ ra phương pháp. Còn những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều biết biến hiện. Cho nên mỗi người đều là bậc nhất nhà đại khoa học. Họ không cần dùng máy móc thiết bị của khoa học kỹ thuật, họ dùng tâm linh để biến hiện. Họ có thể đem năng lượng biến thành vật chất, năng lượng nhiều tận hư không khắp pháp giới, dùng không hết. Nếu không cần cái vật chất này thì vật chất này lập tức liền biến thành năng lượng không còn nữa. Cho nên năng lượng và chất lượng chuyển biến lẫn nhau. Trong khoa học hàng ngày nay có một lý luận này, biết được nó có thể, nhưng hiện tại không nghĩ ra phương pháp, không có phương pháp thực hiện. Còn ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới đã thực hiện được. Cho nên năm xưa tôi ở bên Mỹ giảng kinh, giảng ở bên Mỹ có rất nhiều nhà khoa học. Tôi đều khuyên họ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để du học, bởi vì họ ở cõi này học khoa học kỹ thuật chỉ là học khoa học kỹ thuật của lớp mẫu giáo, không thể sánh với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các nhà khoa học phải nên cầu sanh tịnh độ thì mới thật sự đạt đến nền khoa học kỹ thuật tột đỉnh. Cho nên hoàn cảnh tốt đẹp ở cõi cực lạc, Phật tại trong kinh điển cũng chỉ là sơ lược giới thiệu cho chúng ta mà thôi. Thật tại mà nói, giảng không hết. Câu này
là lời tổng thuyết, kế đến là nói rõ cho chúng ta biết. Xin xem tiếp đoạn thứ hai. Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú, ma não chi danh. Quý vị nghĩ xem, kể cả cái tên đường dữ cũng không có, thì làm gì có sự thật? Chúng khổ là những sự khổ. Những sự khổ trong thế gian này của chúng ta thật là quá nhiều. Phật tại trong kinh vì phương tiện giảng dạy cho dễ hiểu, Thế Tôn đem những sự khổ trong thế gian này quy nạp thành ba đại loại. Ba đại loại này là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ba đại loại này, trong ba đại loại này phía dưới đều có một chữ khổ. Chữ khổ này là thuộc về danh từ, còn chữ khổ phía trên là thuộc về động từ. Khổ khổ tức là nói chúng ta cảm thọ được có khổ não. Loại khổ này cũng kể là một loại. Một loại này là gì? Là bát khổ, tức là giải thích khổ khổ. Sanh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tăng hội và ngũ âm xí thành, hết thảy tất cả chúng sanh đều có bát khổ, không có một người nào có thể tránh khỏi, bao gồm cả lục đạo luân hồi. Chưa ra khỏi lục đạo luân hồi thấy đều có tám thứ khổ này. Tám thứ khổ này đều gọi là khổ khổ. Căn nguyên của loại khổ này là thân thể. Chẳng những Phật nói mà Lão Tử Trung Quốc cũng có nói: ta có tai họa vì ta có thân. Thân là cái gốc khổ. Quý vị đã có thân thì làm sao không chịu khổ? Có thân mà không chịu khổ, đó là bậc cao minh, không phải là người thông thường. Là hạng người nào? Người mà biết sử dụng cái thân thể này, khống chế cái thân thể này, lợi dụng cái thân thể này thì họ không khổ. Họ có thân nhưng họ không khổ. Vì chúng ta không biết nên chúng ta coi cái thân này là của mình. Cái quan niệm đầu tiên thì đã sai lầm rồi. Cho nên cái thân thể này đem lại cho chúng ta khổ sở vô lượng vô biên. Có mấy ai biết giác ngộ thân này không phải là ta? Nếu giác ngộ được điều này thì sự khổ của họ có thể lìa khỏi 80%. Phật tại trong tất cả kinh luận, mục đích giảng dạy đầu tiên chính là điều này. Phật dạy cho chúng ta phải nhận biết chính mình. Thân không phải là ta. Không phải là ta là cái gì? Là ngã sở. Thì giống như cái áo vậy. Cái áo là sở hữu của ta, nó không phải là ta. Cái áo mặc rách rồi, cũ rồi,
thì cởi bỏ rất dễ dàng thay một cái mới. Cho nên người giác ngộ, họ biết con người lúc chết biết được cái gì. Họ biết những khí quan trong thân đã hư, đã cũ rồi, không thể dùng được nữa, vứt bỏ đi thay một cái mới. Cho nên họ xả thân thọ thân, giống như cởi bỏ cái áo cũ thay cái áo mới vậy, một chút đau khổ cũng không có. Chỉ có cố chấp cái thân này là mình thì họ mới có sanh khổ, họ mới có già khổ, có bệnh khổ, có chết khổ. Họ không thể tránh khỏi sanh già bệnh chết khổ. Người giác ngộ, họ không có sanh già bệnh chết khổ. Chúng ta phải rất chú tâm mà tư duy, mà quan sát thì mới có thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Người biết sử dụng cái thân thể này, đó mới là chính mình. Thì giống như người hiện nay lái xe vậy, chiếc xe hơi cũng như cái thân thể này của chúng ta vậy. Nó không phải là mình. Mình là cái gì? Người lái xe là chính mình. Xe đã hư, đã cũ rồi, đem phế thải lại thay một chiếc xe mới. Người lái xe không bao giờ hư cũ theo chiếc xe. Quý vị, nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, ngã không sanh không diệt, vĩnh hằng tồn tại, thân có sanh diệt, ngã không có sanh diệt, tại trong Phật Pháp không nói là ngã. Tại vì sao? Vì sợ người khác vừa nghe đến ngã thì chấp trước cái thân. Cho nên thay một danh xưng khác, nhà Phật gọi nó là thần thức. Còn người Trung Quốc gọi nó là linh hồn. Người phương Tây gọi nó là tâm linh. Tuy danh xưng có khác nhau, nhưng đều là một sự việc. Thần thức không sanh không diệt, không bao giờ đi theo thân thể sanh diệt. Cái thần thức này có hình dáng hay không? Nó không có hình thức, nó không có hình tướng, nó không phải là vật chất, cho nên nó không có hình tướng. Cái dáng của nó như thế nào? Có thể biết được cái dáng của nó hay không? Thì Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng, ở nơi mắt thì gọi là thấy, đây là cái dáng của nó. Thần thức hoặc là nói linh hồn của chúng ta, ở nơi mắt nó có thể thấy, ở nơi tai nó có thể nghe, ở nơi mũi nó có thể ngửi, ở nơi lưỡi nó có thể nếm. Tác dụng thấy, nghe hay biết của thân thể này chúng ta, từ nơi tác dụng này thì quý vị có thể biết được. Tại trong hội Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc xin thỉnh giáo vấn đề này với Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài liền nêu ra một tỷ dụ dạy cho nhà vua tự mình đi trắc nghiệm. Thành trì của vua Ba Tư Nặc cách sông Hằng không xa. Phật nêu ra tỷ dụ, Phật nói: Đại vương, ông lần đầu tiên lúc đó mấy tuổi nhìn thấy sông Hằng? Nhà vua trả lời là 3 tuổi. Mẹ của ông dẫn ông đi đến sông Hằng, ông đã nhìn thấy con sông Hằng đó. Rồi Phật lại hỏi nhà vua: Đại vương,
bây giờ bao nhiêu tuổi? Nhà vua nói, tôi bây giờ 62 tuổi. Vua Ba Tư Nạc đồng tuổi với Thích Ca Mâu Ni Phật là 62 tuổi. Phật nói, nay ông 62 tuổi lại đi xem sông Hằng, cùng với lúc ông 3 tuổi xem sông Hằng, cái thấy của ông có giống hay không? Là giống. Sau đó Phật lại hỏi nhà vua, tự ông suy nghĩ xem, lúc ông 13 tuổi so với lúc 3 tuổi thì thế nào? Nhà vua đáp, đã già rất nhiều. 23 tuổi so với 13 tuổi thì lại già hơn nữa. Cứ mỗi 10 năm mà so sánh, Phật nói, nay ông 62 tuổi, ông hãy nghĩ lại lúc ông 52 tuổi thân thể của ông như thế nào, đã già yếu rất nhiều. Thì Phật nói với nhà vua rằng, cái thân thể này từng năm đang già yếu, nó có thay đổi. Còn ông thấy sông Hằng, cái thấy đó tuy đã trải qua 62 năm nhưng nó không có thay đổi. Không có thay đổi tức là vĩnh viễn tồn tại. Có thay đổi là có sanh diệt, không có thay đổi là không sanh không diệt. Vua Ba Tư Nặc nghe rồi đột nhiên đại ngộ. Ông mới biết tự mình có một cái chân ngã, không sanh không diệt. Ông rất vui mừng, biết được cái gì gọi là sanh tử. Thân có sanh tử, linh tánh không có sanh tử. Từ chỗ này chú tâm mà trắc nghiệm thì quý vị sẽ hiểu rõ. Cũng có người muốn hỏi, lúc tôi còn trẻ, nhãn lực rất tốt, vật rất nhỏ, tôi cũng có thể thấy được. Bây giờ tuổi già già rồi thì thấy không rõ, phải đeo kính viễn thị, đeo mắt kính viễn thị mà thấy được rất rõ ràng, thì chứng minh năng lực thấy của quý vị không có thay đổi, chỉ là con mắt của quý vị đã bị trở ngại. Không phải năng lực thấy của quý vị bị trở ngại. Nếu năng lực thấy của quý vị bị trở ngại, dù có đeo kính viễn thị cũng không thấy được. Đó là năng lực thấy của quý vị đã bị trở ngại. Đeo kính viễn thị mà vẫn thấy được, tức là năng lực thấy của quý vị không có vấn đề, không có bị trở ngại. Chỉ là nhãn căn đã bị trở ngại. Còn lỗ tai, tánh nghe của tôi cũng rất tốt, bây giờ tuổi già rồi, tai đã điếc, nghe không được. Đây là nhĩ căn đã bị trở ngại. Nếu dùng máy trợ thính cũng nghe được rõ, thì chứng minh năng lực nghe của quý vị không có thay đổi. Cái thân thể này là máy móc, máy móc dùng cũ rồi thì có nhiều trục trặc sẽ bị trở ngại. Không phải năng lực nghe của mình có bị trở ngại. Chúng ta từ chỗ này phải chú tâm mà lãnh hội. Chúng ta mỗi một người đều giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tự mình đích thật không sanh không diệt. Ngày nay chúng ta trở thành cái nông nỗi này. Vì sao chúng ta không có đại trí huệ và đại năng lực lớn như chư Phật Bồ Tát vậy? Là do nguyên nhân gì? Là vì tự chúng ta đã mê mắt chính mình. Hay nói cách khác, không nhận biết chính mình. Chư Phật Bồ Tát từ bi giáo hóa chúng ta, không có gì khác là giáo hóa chúng ta nhận biết chính mình mà thôi. Đến khi nào tự quý vị đã nhận biết chính mình rõ ràng, minh bạch rồi, thì sự giáo hóa của Phật đã viên mãn. Chỉ có một mục đích này mà thôi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Còn trong Kinh Vô Lượng Thọ thì nói, tất cả đều thành Phật. Ý nghĩa của hai chữ tất cả bao quát rất rộng. Trong hai câu này, chúng ta không thể không chú tâm
mà lãnh hội, nhưng không thể nghiên cứu. Càng nghiên cứu thì càng sai lầm. Chỉ có thể lãnh hội, tham cứu, nhưng không thể nghiên cứu. Tại vì sao? Vì quý vị rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là càng nghiên cứu thì càng cách xa. Muốn lãnh hội thì phải lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngày nay chúng ta gọi là trực giác. Thì trí huệ năng lực của chúng ta mới có thể khôi phục lại. Nhất định phải dùng trực giác. Ngày nay chúng ta sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ vọng niệm quá nhiều. Chúng ta không dùng trực giác mà dùng phân biệt, dùng chấp trước, càng dùng càng sai. Càng dùng phân biệt chấp trước thì linh tánh của chúng ta đã bị chôn vùi mất. Càng học càng ngu si. Trong số đồng học người xuất gia chúng ta cũng có tình trạng này. Tôi thấy họ lúc chưa học Phật họ rất là thông minh, sau khi họ học Phật càng học càng đần, càng học càng ngu si. Do nguyên nhân gì? Tôi biết nguyên nhân đó, vì vọng tưởng của họ quá nhiều. Họ dùng vọng tưởng để học Phật, dùng chấp trước để học Phật, cho nên càng học càng đần, càng ngu si. Phải lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì càng học càng thông minh, càng học càng có trí huệ. Cho nên tự chúng ta nhất định phải biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào. Phải thật sự khắc phục được khuyết điểm của mình. Như khuyết điểm của chúng ta ở nơi lòng tham thì nhất định phải đoạn trừ tham dục. Khuyết điểm của chúng ta ở nơi ngu si thì nhất định phải buông bỏ ngu si. Khuyết điểm ở nơi sân giận và khuyết điểm ở nơi ganh ghét, biết được rồi thì hết lòng mà buông bỏ. Khuyết điểm của người thông thường là tâm lượng quá nhỏ hẹp. Tâm lượng của quý vị vốn là lớn như hư không pháp giới vậy. Trong kinh Phật thường nói tâm bào thái hư, lượng chu sa giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Vì sao hiện nay hai người sống chung với nhau không hòa thuận? Vì sao tâm lượng lại nhỏ hẹp như vậy? Điều không ngoài có vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Thì quý vị mới ra nông nỗi này, thật là đáng thương. Cho nên học Phật và sự học hỏi, điều đầu tiên là mở rộng tâm lượng. Tâm phải bao dung. Tôi thường khuyến khích các đồng học phải đọc quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Thì quý vị mới có thể hiểu rõ sự thật và lý luận của nghiệp nhân quả báo. Tôi lại khuyên các đồng học nên đọc quyển Cảm Ứng Thiên. Thì quý vị mới biết tiêu chuẩn của thiện và ác. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đoạn ác tu thiện. Chuyển mê thành ngộ. Kế đến là hoại khổ. Đây là nói quả báo của khoái lạc biến hoại. Trong đời quá khứ, người có tu phước thì quả báo trong đời này của họ thù thắng. Có người sống ở thế gian này chịu khổ, có người sống ở thế gian này hưởng phước. Tuyệt đối chẳng phải ông trời không công bằng. Chuyện này không có liên can gì với ông trời. Con người sanh trong thế gian này hưởng thụ khoái lạc là trong đời quá khứ của họ có tu phước.
Còn người sanh trong thế gian này chịu khổ là trong đời quá khứ của họ không có tu phước. Quý vị trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nghiệp thì chắc chắn được ác báo. Nhưng cũng có người hỏi, người đó không phải là người tốt, dụng tâm bất chính, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều là hãm hại người khác, tự họ thì lại được hưởng phước. Họ làm quan cũng rất lớn, lại cũng phát đại tài. Đây là nguyên nhân gì? Xin thưa với quý vị, họ đang hưởng cái phước đó là do đời trước của họ đã có tu phước. Nay họ trong đời này tạo ác thì phước báo đời trước của họ đã bị giảm bớt rất nhiều. Nếu họ không tạo ác thì phước báo đời này của họ rất thù thắng. Chính bởi vì họ dụng tâm bất thiện, bất chính, nghĩ rằng lừa gạt người khác, tự mình có thể được lợi ích. Đây là quan niệm nhất định sai lầm. Quý vị nên biết, ăn trộm đồ của người khác, giật đồ của người khác, lừa gạt đồ của người khác, quý vị có lấy được vẫn là trong mạng của quý vị vốn có. Nếu trong mạng không có, quý vị đi ăn trộm cũng lấy không được. Trong mạng của họ có thì họ lấy được, quý vị chưa lấy được thì đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tại vì sao? Vì trong mạng của, vì trong mạng không có. Sau khi quý vị mới biết, sau đó quý vị mới biết, cổ nhân nói không sai, quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Cho nên làm việc ác là điều oan uổng, vì họ không hiểu đạo lý này. Nếu họ hiểu được đạo lý này thì họ hưởng phước thanh nhàn thái bình của họ, không còn hãm hại người khác mà lại giúp đỡ cho người khác, trong phước báo lại tu phước, thì phước báo của họ đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Người thế gian không hiểu được cái đạo lý này, nghĩ rằng những sự hưởng thụ nhất định phải lừa dối người khác, nhất định phải lừa gạt người khác thì tự mình mới được sự hưởng thụ. Nào có biết đâu phước báo của họ đã bị giảm bớt rất nhiều, có lẽ chỉ còn chừa lại 2-3 phần. Khi phước báo hưởng hết thì ác nghiệp hiện tiền, quả báo trong tam đồ, trong địa ngục. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên muốn hiểu rõ chân tướng sự thật thì chúng ta nhất định phải tuân theo lời giáo huấn của Phật. Phật chỉ dạy cho chúng ta ngày đêm thường nhớ thiện pháp. Cái gì gọi là thiện pháp? Tức là làm lợi ích cho người khác, không cần nghĩ đến lợi ích của chính mình. Tư duy thiện pháp là tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Tâm của chúng ta thiện thì tư tưởng hành vi của chúng ta thiện thì phước báo không có cùng tận, hưởng không hết. Đây mới thật sự là bậc thượng thiện. Quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn được vãng sanh. Quý vị đã hội đủ điều kiện của cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là chỗ của các bậc thiện thiện nhân tụ hội một chỗ. Chúng ta đã hội đủ điều kiện này, chúng ta có lòng tin vững chắc thì nhất định được vãng sanh. Cho nên nhất định phải đoạn ác, nhất định phải tu thiện. Ngoại khổ là khi quý vị hưởng hết phước báo thì khổ báo đến lúc hoại thì khổ hiện tiền. Loại khổ này gọi là hoại khổ. Lúc chưa hoại thì quý vị không có cảm giác, không có cảm thấy nỗi khổ. Đến lúc hoại thì cảm thấy nỗi khổ. Thí như quý vị lái xe, quý vị mua chiếc xe mới, lái rất là thuận lợi, không có cảm thấy khổ. Khi chiếc xe đã dùng 10 năm hoặc đã dùng 20 năm,
thì máy móc trong xe sẽ có rất nhiều chỗ trục trặc, chạy được một đoạn đường thì xảy ra trục trặc, quý vị sẽ cảm thấy rất khổ, quý vị phải bỏ chiếc xe yêu thích của mình. Lúc đó sự khổ đến, loại khổ này thuộc về hoại khổ, loại thứ ba thuộc về hành khổ. Thật tại mà nói, hành khổ là niệm niệm trôi đi thì gọi là khổ. Người thông thường chúng ta hay nói, thí như nói, tuổi thanh xuân không thể giữ mãi, đây là khổ. Mọi người đều thích 17, 18 tuổi, nhưng không thể duy trì được mãi 17, 18 tuổi. Mọi người nhất định phải già yếu, không thể giữ được. Loại khổ này gọi là hành khổ. Phật nói cho chúng ta biết, tam giới trong ta bà thế giới, cũng tức là lục đạo, vì sao chia ra tam giới? Là vì có ba loại khổ này mà chia ra. Chúng sanh trong dục giới, tức cõi trời. Người thông thường nói về cõi trời không được rõ ràng lắm, Phật nói thì tường tận hơn. Cõi trời có 28 tầng, 6 tầng thấp nhất là thuộc về dục giới thiên, tức cõi trời dục giới. Hay nói cách khác, chúng sanh trong cõi trời dục giới có khổ khổ, có hoại khổ và có hành khổ. Chúng ta ở trong dục giới đều phải chịu ba loại khổ này. Chúng ta mỗi ngày đều đang chịu khổ. Nhưng nếu quý vị sanh đến cõi trời sắc giới, xin thưa với quý vị, không còn khổ khổ nữa. Tại vì sao? Vì họ đã đoạn trừ ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Năm thứ dục vọng này, họ đã đoạn trừ năm thứ dục vọng này rồi, cho nên họ không có khổ khổ, nhưng họ có hoại khổ. Tại vì sao? Vì họ có thân. Quý vị đồng tu nên biết, người của cõi trời sắc giới tuy họ có thân thể nhưng không cần ăn uống, vậy thì họ làm sao duy trì được mạng sống để nuôi dưỡng thân thể của họ? Trong kinh nói, thiền duyệt vi thực, thiền duyệt là hai sự việc. Cái gì gọi là thiền? Ở đây chúng tôi là phương tiện nói thì mọi người dễ hiểu. Thiền là thanh tịnh bình đẳng, tức tâm thanh tịnh bình đẳng là thiền. Cái gì gọi là duyệt? Duyệt là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ có thể nuôi dưỡng được thân thể hay không? Được. Trong ngạn ngữ cũng thường nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Nếu quý vị gặp được chuyện vui thì quý vị rất vui sướng, toàn thân tinh thần sảng khoái. Pháp hỷ có thể nuôi dưỡng thân thể, cho nên sự vui sướng của người cõi trời sắc giới, sự vui sướng đó không phải là từ bên ngoài đến, mà từ trong nội tâm phát ra, cho nên gọi là duyệt. Thuyền duyệt có thể nuôi dưỡng thân thể, không cần vật chất bên ngoài, cho nên họ không cần ăn uống, cũng không cần ngủ nghỉ, thì gọi là thuyền duyệt. Nhưng họ có thọ mạng, tuy thọ mạng của họ sống lâu, đến lúc thọ mạng hết rồi thì cái thân thể này phải hư hoại, cung điện của họ cũng phải sụp đổ, lúc đó họ cảm thấy thống khổ thì gọi là hoại khổ. Họ có hoại khổ và có hành khổ, họ không có khổ khổ. Đến tầng trời 28, tức cõi trời vô sắc giới cao nhất,
có 4 tầng. Cõi trời sắc giới có 18 tầng. Ở phía trên có 4 tầng là cõi trời vô sắc giới. Người cõi trời vô sắc giới rất thông minh, họ không cần thân thể, cho nên họ không có sắc. Tuy không có sắc tướng, tức không có hình tướng, không có cung điện, nên họ không có hoại khổ. Nhưng họ có khổ hay không? Họ có hành khổ. Tuy thọ mạng của họ dài lâu, cũng có lúc kết thúc. Họ chẳng phải không sanh không diệt, đến lúc thọ mạng của họ đã hết. Vì vậy họ có hành khổ. Trong tam giới thì dục giới có đủ 3 loại khổ. Trong sắc giới có 2 loại khổ, trong vô sắc giới có 1 loại khổ. Cho nên Phật nói tam giới đều khổ, thảy đều có khổ. Trong kinh Pháp Hoa có nói tỷ dụ tam giới như nhà lửa. Này chúng ta đã hiểu rõ thì phải học tập. Trong Phật Pháp gọi là tu hành. Chúng ta tu như thế nào? Nghĩa là phải cố gắng hạ thấp dục vọng của mình. Hạ thấp dục vọng chính là giảm bớt sự khổ khổ của mình. Quý vị có thể làm được điều này. Chúng tôi lấy thí dụ này để giảng tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền tài. Chúng ta sống trong thế gian này không thể thiếu thốn. Chúng ta phải dùng thái độ gì để dùng tiền? Đủ dùng thì được rồi. Cần gì phải tham cho nhiều? Đối với tài vật tuyệt đối không nên khởi lòng tham. Chỉ cầu đủ dùng thì được rồi. Nếu có dư nhiều thì đem giúp đỡ cho người khác. Tu phước là tu tài bố thí. Tu tài bố thí thì được quả báo giàu có. Làm được như vậy thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ thiếu thốn tiền tài. Tự mình không cần tích trữ cho nhiều, đó là sai lầm. Nhất định phải biết tán tài, tức phân tán tiền tài. Sắc là nói cái sắc của nam nữ, tự mình nhất định phải khống chế. Tự mình phải biết được nuôi dưỡng tinh thần, giữ gìn nguyên khí thì thân thể của quý vị mới khỏe mạnh, mới sống lâu. Thì quý vị sẽ giảm bớt bệnh khổ và già khổ. Còn về ăn uống, chỉ cầu no ấm. Không nên tham cầu cao lương mỹ vị. Tuyệt đối không nên ăn quá nhiều. Người háo ăn rất nhiều. Tôi thấy người háo ăn rất đáng thương. Quý vị có biết hay không? Tại vì sao? Vì họ không biết bồi dưỡng thân thể của họ. Sau khi quý vị ăn uống, mọi người đều biết cần phải tiêu hóa thức ăn. Ai tiêu hóa thức ăn? Ruột, bao tử và gan. Chúng nó phải làm việc đem những thứ thức ăn này tiêu hóa. Nếu mỗi ngày quý vị ăn với số lượng quá nhiều, tức ăn quá no, thì sức làm việc của chúng nó tăng thêm, rất là đáng thương.
chúng nó ở trong đó kêu khổ. Thường thường mà làm như vậy, đến sau cùng năng lực làm việc của chúng nó không còn nữa, thì biến thành cái gì? Thì biến thành ung thư bào tử, ung thư ruột, ung thư gan. Chúng nó chết thì những khí quan khác cũng chết theo. Cho nên quý vị nên biết, bạo ăn bạo uống là tự sát mạng tính, tức tự sát dần dần. Tôi nhìn thấy những người háo ăn thì tôi biết họ đang tự sát, là họ đang tự sát dần dần mà họ không biết. Chúng ta phải biết cách ăn uống. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài dạy cho chúng ta một ngày ăn một bữa. Tại vì sao? Vì giảm nhẹ sức làm việc của chúng nó, giảm nhẹ sức gánh của chúng nó, thì thọ mạng của quý vị lâu dài, quý vị khỏe mạnh, không bao giờ sanh bệnh. Mạng sống của quý vị càng lâu, tuổi tác càng lớn, nhưng không già. Như cư sĩ Hữu Triết có nói, chúng ta phải sống lâu, nhưng chúng ta không già. Có làm được hay không? Bà đã làm được. Vì sao bà làm được? Vì bà một ngày ăn một bữa. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Vả lại, bà mỗi ngày chỉ ăn có một chút cải sống. Thông thường bà ăn không cần nấu, bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường, hết thể gia vị bà đều không ăn. Bà năm nay 102 tuổi, mỗi ngày còn phải đi chăm sóc rất nhiều người già, người bệnh. Tuổi tác của bà lớn như vậy mà vẫn còn muốn xây dựng một viện dưỡng lão để giúp cho người già. Nhưng chính phủ không cho phép bà làm. Tại vì sao? Vì tuổi tác của bà quá già. Người thế gian chúng ta nghĩ rằng bà quá già. Trên thực tế, với năng lực của bà có thể cho phép. Nhưng trong pháp luật hiện nay không có quy định điều này. Tuổi tác quá già, nếu còn có năng lực như người trẻ tuổi, vẫn có thể làm việc. Trong pháp luật không có điều này. Gần đây các đồng tu chúng ta được biết ở Trường An, Trung Quốc có một vị lão pháp sư năm nay 141 tuổi. Tôi có xem tấm hình của lão pháp sư đó, dáng bề ngoài của lão pháp sư tiên phong đạo cốt, tinh thần sung mãn, lưng của ngài rất thẳng, không có lưng gù, không có cong chút nào. Tôi xem tấm hình này, dáng của ngài còn tốt hơn lão hòa thượng Hư Vân. Tuy ngài 141 tuổi nhưng không thấy già. Nếu quý vị muốn không già thì nhất định phải thương yêu che chở những khí quan của mình, phải biết thương tiếc chúng nó, trân quý chúng nó, không thể để cho chúng nó làm việc quá sức, phải thường chăm sóc chúng nó. Điều kiện quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh, tức tâm thanh tịnh. Năng lượng của quý vị cần phải giảm thiểu. Năm xưa tôi theo lão cư sĩ Lý Minh Nam học giáo. Tôi đã từng có lần bàn với ngài về vấn đề dinh dưỡng. Tôi nêu ra, bởi vì tự tôi đã quan sát hiểu rõ. Tôi nói năng lượng của con người tiêu hao đại khái 95% là tiêu hao ở nơi vọng niệm. Còn như sức dùng sức lao động tiêu hao nhiều nhất là 5% mà thôi. Thầy Lý nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Thầy khẳng định là đúng. Sao tôi lại biết rõ như vậy? Vì tôi thấy thầy làm việc, sức làm việc của thầy bằng 5 người thường chúng ta. Tuy thầy rất bận rộn, nhưng thầy một ngày ăn một bữa. Một bữa ăn của thầy hai cái bánh bao nhỏ như trứng gà. Chỉ ăn có một chút,
mà sức làm việc của thầy có thể duy trì được lâu như vậy. Tôi cũng học theo thầy, cũng học một ngày ăn một bữa, dù có học như thế nào cũng không đạt đến tiêu chuẩn như thầy vậy. Lúc đó cuộc sống tiêu chuẩn của thầy, mỗi ngày chi phí cho cuộc sống của thầy là 2 đồng tiền Đài Loan. Lúc đó tiền Đài Loan đổi thành đô la Mỹ 40 đồng, đổi được 1 đồng đô la Mỹ. Quý vị nghĩ xem, một ngày thầy chỉ mất 2 đồng, hay nói cách khác, 1 đô la Mỹ thầy có thể sống được 20 ngày. Mà sức làm việc của thầy được lâu như vậy. Tôi học theo thầy, ăn một bữa, một ngày tiền ăn của tôi phải mất 3 đồng. Bánh bao nhỏ như vậy tôi phải ăn 3 cái, 2 cái không được, phải ăn 3 cái. Hiện nay tôi có thể theo kịp thầy. Lúc đó thầy 70 mấy tuổi, còn tôi bây giờ 75 tuổi, gần như nhau. Nay tôi 75 tuổi, cùng với thầy lúc đó 75 tuổi. Tôi không thua thầy, không kém hơn thầy. Cho nên chúng ta phải giảm bớt sức làm việc của những khí quan, ruột và bao tử, thì mới thật sự hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Sự dụ dỗ mê hoặc của tài sắc danh thực thùy, nếu tâm không lay động, quyết định không bị dụ dỗ mê hoặc, thì chúng ta mới có thể giữ gìn được thanh xuân trường thọ, không già không chết. Chỉ cần có thể giữ gìn được không già không bệnh, đến sau cùng chắc chắn là không chết. Nói không chết tức là không có chết khổ. Lúc chết giống như cởi áo vậy, thay một cái áo mới, rất hoan hỷ, rất khoái lạc. Đây là hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Chúng ta mỗi một người đều mong cầu tự mình có tài phú, có thông minh trí huệ, có khỏe mạnh, sống lâu. Ở trong kinh điển của Phật đều có lý luận, đều có phương pháp. Nếu yêu theo lý luận và phương pháp trong kinh mà thực hành, mà học tập, thì nhất định sẽ đạt được hiệu quả. Có rất nhiều người tu hành cũng đã làm gương cho chúng ta noi theo. Điều này không phải giả, là chân thật không dối. Còn như hành khổ, cho dù sanh đến tầng trời phi tưởng phi vi tưởng xứ, thọ mạng 80000 đại kiếp, đây là nói trong lục đạo, thọ mạng dài nhất trong tam thiện đạo. Thế nhưng khi tuổi thọ đã hết vẫn phải đọa xuống. Tại vì sao? Vì họ không thể lên nữa, không lên được, chỉ có đọa xuống, thì gọi là hành khổ. Họ không thể duy trì được thọ mạng mãi mãi. Đây là Phật đem tất cả chúng sanh trong tam giới lục đạo đã chịu tất cả thống khổ quy nạp thành ba đại loại này. Này chúng tôi sơ lược đã trình bày với quý vị. Ở trong khổ khổ, loại khổ này nghiêm trọng nhất của chúng sanh trong dục giới. Điều thứ nhất là sanh khổ.
Chúng ta mỗi một người đều chịu qua sự khổ khi sanh ra, nhưng đã quên mất, không còn nhớ nữa. Mà Phật tại trong kinh đã hình dung cho chúng ta biết, khi chúng ta đầu thai ở trong bụng mẹ giống như ở trong địa ngục không khác. Cho nên cổ nhân Trung Quốc chú trọng thai giáo, tức giáo dục thai nhi, rất có đạo lý. Tại vì sao? Vì thương yêu che chở thai nhi, lúc ăn uống ngủ nghỉ đều phải lưu ý, nhất là tâm trạng mừng giận vui buồn sẽ làm ảnh hưởng tâm lý của trẻ con, ảnh hưởng tập tánh tương lai của nó. Tập tánh của nó là hiền lương hay là thô bạo, cùng với tâm trạng lúc người mẹ mang thai có liên hệ rất lớn. Người hiện nay làm sao hiểu được điều này? Phật tại trong kinh nói, khi người mẹ uống một ly nước lạnh thì thai nhi giống như ở trong địa ngục hàn băng vậy, khổ à. Uống một ly nước nóng thì giống như ở trong địa ngục nóng bỏng. Ở trong bụng mẹ 10 tháng không dễ gì chịu nổi. Trong 10 tháng, một ngày như một năm. Khi vừa sanh ra, tiếp xúc với không khí bên ngoài, làn da vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài thì như dao cắt giải phẫu vậy, rất là thống khổ. Cho nên đứa bé vừa chào đời, cái âm thanh đầu tiên của nó là gì? Là khổ à, khổ à, khổ suốt một đời. Quý vị có nghe qua hay không? Thật là đau khổ. Chỉ có chịu qua sự đau khổ như vậy thì nó mới khóc. Nó khóc thảm thương như vậy vì nó quá đau khổ. Đây là cái khổ khi vừa sanh ra. Nếu không xem kinh Phật thì không dễ gì lãnh hội được điều này. Điều thứ hai là già khổ. Có sanh thì nhất định có già. Vì sao già lại khổ? Bởi vì quý vị không biết bồi dưỡng thân thể của mình. Quý vị đã làm hư hại thân thể của mình, cho nên quý vị mới có già khổ. Phải biết bồi dưỡng thân thể, đây là một môn học vấn. Vào thời xưa ở Trung Quốc, ba nhà Nho Thích Đạo đều hiểu biết, đều hiểu biết phương pháp dưỡng sinh. Nhất là trong nhà Phật giảng được rất thấu triệt. Trong Phật giáo tuy là rất cổ xưa, trong Phật giáo dùng dấu hiệu để biểu pháp, hiện nay chúng ta gọi là mark. Trong Phật giáo có dùng dấu hiệu. Phật giáo dùng dấu hiệu gì? Dùng hoa sen, dùng pháp luân, tức bánh xe pháp. Hai thứ dấu hiệu này đều có thể thể nghiệm được chân đế của dưỡng sinh. Bánh xe là hình tròn, hình tròn có trung tâm, nhưng trung tâm không có hình tướng. Trung tâm hình tròn chỉ là trừ tượng,
Nó có nhưng không thấy, quý vị tìm không ra. Cho nên Phật dạy cho chúng ta dưỡng tâm thì phải như trung tâm hình tròn vậy. Tâm phải trống, trong tâm không được có cái gì. Tâm phải không, tâm phải trống, tâm trống không thì tâm này linh nghiệm thì sanh trí huệ. Người thế gian chúng ta không hiểu biết, đem những vọng tưởng tạp niệm thảy đều để trong tâm, cho nên linh tánh của tâm đã chết rồi, không hiểu được dưỡng tâm. Vì sao quý vị không có trí huệ? Nguyên nhân ở tại chỗ này. Nếu quý vị vĩnh viễn duy trì được tâm trống không thì tâm của quý vị tự nhiên sáng suốt minh mẫn, thì tâm của quý vị tự nhiên sanh trí huệ. Cho nên tự chúng ta phải có trí huệ ngăn chặn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị quá nhiều nên tâm của quý vị không linh nghiệm. Dưỡng thân, thân phải động, thân là vòng tròn, thân phải động. Hiện tại thì thế nào? Thì ngược lại, thân phải rất an nhàn thoải mái. Trong tâm thì suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, hoàn toàn đã đảo ngược, thì quý vị làm sao mà không sanh bệnh, làm sao mà không chết non? Cái thân thể này của chúng ta y theo cổ nhân Trung Quốc, tức theo trong y học của Trung Quốc mà nói, nếu quý vị biết bồi dưỡng cái thân thể này có thể sống đến 200 tuổi. Hay nói cách khác, cái thân thể này của quý vị nếu không thể sử dụng được 200 năm đều là do quý vị làm hư hại mà quý vị không biết. Cho nên khi tôi xem tấm hình của lão pháp sư 141 tuổi, tôi không có lấy làm lạ chút nào. Tại vì sao? Vì thân thể này có thể sử dụng được 200 năm. Nếu quý vị mà có thể sống đến 250 tuổi, đó mới là chuyện lạ. Tại vì sao? Vì đã vượt hơn 200 năm. Đó là đặc biệt biết cách bồi dưỡng thân thể. Sử dụng được hơn 200 năm mà thân thể vẫn còn rất hữu dụng, đây là công phu bậc nhất. Chúng ta sử dụng cái thân thể này không đến 200 năm đều là do chính mình đã phạm sai lầm. Cho nên quý vị phải biết phương pháp dưỡng sinh. Điều thứ ba là bệnh khổ. Cổ nhân đã có nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khi nãy tôi có nói ăn uống bừa bãi, nghĩ rằng ăn những thứ sơn hào hải vị mà không biết những thứ đó đều là thuốc độc. Vì không có trí huệ, không có năng lực nên không biết phân biệt thiện ác. Những thứ nào đối với mình có lợi, những thứ nào đối với mình có hại cũng không biết. Vì vậy sanh nhiều bệnh. Những chứng bệnh bây giờ còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần trước kia. Bệnh từ đâu mà có? Đều là từ ăn uống mà có. Trong kinh Phật hình dung chúng sanh trong ta bà thế giới, chúng sanh uống đắng ăn độc. Lúc tôi còn trẻ, khi đọc đến câu kinh văn này, trong lòng hoài nghi. Tuy lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói không sai, nhưng Ngài đã nói quá đáng một chút. Nay thấy tình trạng ăn uống bây giờ, tôi đồng ý Phật nói câu này. Phật nói không quá đáng chút nào. Ngài nói hoàn toàn chính xác.
Điều thứ tư là chết khổ. Chết là tham sống sợ chết, tham luyến cái thân thể này, đem lại sợ hãi, đem lại hồi hộp. Cho nên lúc con người đã chết, thân thể cứng đờ. Vì sao lại cứng đờ? Vì họ sợ hãi mà chết. Điều này là thật, không phải giả. Là vì sợ hãi mà chết. Quý vị nghĩ xem, những người niệm Phật lúc họ đã chết, trải qua mấy ngày mà thân thể vẫn còn mềm mại. Đây là nói rõ lúc họ chết không có sợ hãi. Trước kia ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc, chính mắt chúng tôi nhìn thấy bà Hàng Quán Trưởng vãng sanh. Bà hai tuần lễ mới nhập liệm rồi hỏa táng. Lúc đại liệm hình như là một tuần lễ, đậy quan tài. Một tuần lễ sau lúc đậy quan tài, thân thể của bà vẫn còn mềm mại. Tức là nói rõ lúc bà vãng sanh rất an lạc tự tại, không có sợ hãi chút nào. Cho nên sau khi con người đã chết, toàn thân cứng đờ là vì sợ hãi mà chết. Đại đa số người đều là cứng đờ. Có mấy ai lúc chết rồi mà được an lạc tự tại như vậy? Sợ hãi mà chết gọi là chết khổ. Ngoài ra là cầu bất đắc, tự mình dục vọng quá nhiều, làm sao thỏa mãn cho dục vọng của mình? Chuyện thế gian không được như ý, thường 89 cầu không được thì khổ. Điều thứ bảy là quán tăng hội khổ. Không muốn gặp mặt quan gia đối đầu, nhưng lại thường gặp mặt, lại thường gặp phải. Là nguyên nhân gì? Là do trong đời quá khứ tạo nghiệp. Điều thứ tám là ngũ âm xí thành khổ, nghĩa là hiện tại vẫn còn đang tạo nghiệp nhân. Cho nên những người giác ngộ, những người minh bạch, họ hiểu được, biết được tạo thiện nhân. Họ biết đem những quả báo bất thiện trong đời này hoàn toàn tiêu trừ hết. Họ biết tạo thiện nhân thì được thiện quả để cải tạo vận mạng của mình. Chẳng những đời sau họ được phước báo, mà hiện tại họ cũng được phước báo. Nếu chúng ta cố gắng mà sửa đổi, đến cuối đời thì có phước. Cuối đời hưởng phước mới là thật sự có phước báo. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.